everybody. Okay, now we learn the new word first. In unit 27, medical kit, medical kit, money bag, money bag. Mình đây là medical kit là vị trí nào, money bag là vị trí nào. Sunscreen, sunscreen là vị trí nào. Mosquito spray là bánh thân mục. Erosion, erosion là chỉ nào là dùng chùm rõ, ca chùm rõ. Water, water tất là vị trí nào. Cycle, cycle là vị trí word. Habitat, habitat là vị trí nào. Climate, climate là vị trí nào. Deforestation, deforestation là vị trí nào. Preserve, preserve là vị trí word. Destroy, destroy là vị trí word. Scientist, scientist là vị trí nào. Hello everybody. Okay, now we learn unit 27. Cardamom mountain. Cardamom mình nói là đàm cổ vàng. Chính cardamom mountain mình nói là phnom cổ vàng. Bọn chúng có phnom cổ vàng thế. Nó có nông mình nói là talk about forest protection. Và cùng nó cứ chọn ở bọn dù lòng bì ca. Như vậy em bì ca, ca bì bì. Ấy bọn nâng dù thang tiết ở bây giờ có ông bì lạc khăn. Tì môi tì bì ấy nó. Và nó có nông tì hò môi chùm nốt nó có nông mì riêng tì. Một phây bọn bì nì. Tỏ dương chọc đá bằng ọc nế. Cardamom Mountain. The danger of deforestation. Deforestation mình là ca cặp một lãnh pressure. Chẳng cựu thân nặng này ca cặp một lãnh pressure. Hiện is talking about the danger of deforestation. Hiện là dây ông phí cựu thân nặng này ca cặp một lãnh pressure. Read and match the number sentences with the picture. And cụ con và dục đài bóng lịch. Number sentence. Chỉ mỗi nâng rụp hiệp. Tập ôn mớ. We need to stop cutting down tree in the Cardamom Mountain. Dưỡng chạm bạch chụp. Mình là dưỡng trâu tài chụp cặp đám chớ. Mà cặp ông phái đám chớ. Nó không lông cổ vàng. Deforestation is a serious problem. Ca cặp ông phái bây chớ. Cứ chìa bánh hát là thông ngôn ngò mùi. Vì bước bây chớ hay nâng đám chớ. Mình. Pretty, chọn là mình sát làm bây cực lệch mơ thế. Chọn là bởi sân dưới cặp ông phái nhỏ cứ việc mơ tới việc ọp sát. They do an important job. Cụ viết cứ thua ca nghe ra sống khăn mùi để thua ai bà rịt than vì phốp lộ viết xóm rùm, suitable, xóm rùm lõ, xóm rạp chi vất bà dưỡng. If we lost too many trees, bà sân dưỡng bắt bóng đám chơi chỉ tràn. They are the wildlife. Sắp bây nó không đồng bọn nó cứ nâng ngọt. Tree đám chơ nâng sầm ạt. Mình là thua sát nâu bạc giá cắt. Store water tục tức. Preserve soil nó bầm rong đầy nâng. And provide home hay nâng bà đọc tiết. Tâm rạp sẵn. Mình là chùm rõ á. Đó chùm rõ tâm rạp sẵn. So, để chứ nếp bà sân dương bằng to cặp bầm phái của vía. Vía nâng chắc đi bốn đo tức. Đại dương cũng phụng, đo tức đại dương nhắm hai nâng bạc giả cắt đại dương đỏ đằng hàm. They also supply food. Phụ viết bàn cột cung và đo nông hộp hà phụ ở bến hai nâng phụ lợi tập hóa chờ hai nâng cổ đại phụ lợi tập hóa xâm rạp mạng nông chư mạng. So, để chứ nếp bà sân dương ăn nhạt ai ca cặp ông phái bà chờ nâu tay bàn to tiết viết nâng chạy tìm phụ đo nông hộp hà đại dương nhắm. Kapi ha sập chân là một. Modern tràn chiên bẹ cần đá này tập luyện này pressure tập luyện là bọc hộp lộ tàu ban bụng lại sập ngày đi pressure nào không hộp lộ cầm bông lại cặp ông lại nào ạt trá ha sập hạt tá chỉ để ngó nhiệt tỷ ha sập à mà ha sập hạt tá chắc là cặp lại rồi ngày mà lơ hộp lộ. Scientist, nè, vì chứa xác này dây thả, bà sân ca cặp ông phái nâu tại bản tó,
អាកាសធាតុពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរពួកវាស្ងប់ស្ងាត់ដែលថាបើសិនបើយើងមិនពាក្យថាចិត្តខលចិត្តខលនឹងពាក្យសូអញ្ចឹងមានថាដោះស្រាយបើសិនយើងមិនដោះស្រាយអឺចិត្តខលនឹងគឺដោះស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាត់ទឹកចំនួននឹងកាន់តែធម្មតាមានថាវាសាមញ្ញហើយសត្វនឹងងាប់ chúng ta tập trung lớn về căn đề cao miền hạt ấy bạn như cặp rễ chơi tập trung lớn về miền sao về phiêu mà đó cứ đam chơi nó ngay vì chỉ đã bớt số việc tất còn cái bộ ăn miền ấy bớt số chứ vì ai chuẩn lịch và chẳng ăn bọn ấy bớt sân ôn ra bật bán ôn ai mưa xa là mình nó cứ bảo trẻ read the story in activity what an rướng nó có nó sẽ cảm thiệp lấy mỗi mà đòn tiền use first conditional sentence ប្រើប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ដើម្បីឆ្លើយសំណួរហើយនឹងសរសេរពួកវានៅក្នុង notebook របស់អ្នក A what will happen តើអ្វីនឹងកើតឡើងបើសិនយើងបាត់បង់ដើមឈើជាច្រើន B what will happen តើអ្វីនឹងកើតឡើងបើសិនយើងបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ C តើអ្វីនឹងកើតឡើងបើសិនយើងអនុញ្ញាតឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្ត D តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយអ្វីថានឹងកើតឡើងបើសិនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្ត What do scientists តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ claim មានអះអាងថា តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាម៉េចនៅពេល អ្វីនឹងកើតឡើង អះអាងអ្វីនឹងកើតឡើងបើសិនបើយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហា លោកគ្រូឡែននេះបកច្រឡំតិចបានថាខាំ but claim ang po tha chang na bu bo chlom ni they also claim mean a banchak ang na chung bon cham sdap thep tang os khnia pie check call the problem loe solve the problem chang mean a dos srai panha chung bon cham sdap ni listen and check tape script 9.27 Point one. A. If we lose too many trees, the wildlife in the area will die. B. If we continue to cut them down, it will affect the water we drink and the air we breathe. C. If we allow deforestation to continue, it will also affect the food we eat. D. Scientists say that if deforestation continues, the world's climate will change. E. They also claim that if we don't tackle the problem, floods will become more common and animals will die. End of Timlai Sumruating Onin ki miên lau khang lơ ni phôn ai rô mới chlai ko bạn person phôn sra bat chba ha. Cover the story in activity 1. Choose the correct word. Chơi rơ viết trầm trớ đồng bài bùng bánh. Rồi dốt lại khăn tìm mùi. Con sạp anh chú bác. Chơi rơ tùm rung trầm trớ đồng bài bùng bánh. Rồi dốt lại khăn tìm mùi. Chắc lại khăn tìm mùi mê nê tha sập if. Bột sập chịch mó kỳ sập do chỉ không tìm mùi bạch bọn. Hai khăn trói cứ dừng dỗ. Will. B. So we so if we nè lệ khăn tìm mùi chứng ôn dò nà so if we continue nhé chứng dừng dò we lên mà so if we allow chứng dừng dò cái dò we lên mà nè scientists said that if deforestation continue chứng dừng dò cái nhé bà sân dừng dò chia C ni mình là dừng dò will nghe và sân lại khăn tìm muối á ví dụ nó vì mình lại khăn tìm muối lại khăn tìm pì chân trong ở phố nó cứ chơi rơi vô lại khăn tìm muối thì chân gì vô C mà they also claim chân ảnh ấy cứ will ôn vô đại đệ tế mình lại tha ví dụ đi muối cứ C cho tùm rung lại khăn tìm muối phong nâng tùm rung lại khăn tìm pì phong read here solution for deforestation use second conditional sentence
to answer the question and write them in your notebook. What would happen? Ta vay nâng cắt láng bà sân dương pra kra đá tích. B. Ta vay nâng cắt láng bà sân dương cắt bần thói nâng ca pra kra đá rồi bỏ dương. C. Ta vay nâng cắt láng bà sân dương pra kra đá chá chá lăng vinh. D. Ta vay nâng cắt láng bà sân dương chùm rành recycle nâng cư chùm rành. Nâu phê lạc tập hôl phơ bì kra đá để pra hơi bỏ dương tương ọ. Nghe? Kra đá phê lạc tập hôl phơ bì kra đá. Để pra lăng với như là bỏ dường thì bỏ đình thời khỏi á. Ta với những cách là bởi sân ca cặp ổng plan bởi chứa nâu tại bần tó nâu sọc thằng ngày này. Chân phôn mơ ở tại bọt này. Ở chăm sẽ đập tên bởi đó. Tape script 9.27.2 A. If we used less paper, fewer trees would be cut for paper making. B. If we reduce our paper use by using both sides of the paper when we wrote a letter, we would use a lot less paper and save a lot of trees. C. If we reuse old paper, we would also save the trees and wildlife in the forest. D. If we recycled all our used paper products instead of throwing them away, we would also protect the forest and our environment. E. If deforestation continued at today's rate, the world's climate would change, natural disasters would become more common, and a lot of wildlife would die. One solution ដំណោះស្រាយមួយចំពោះបញ្ហានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវតែប្រើក្រដាសតិចជាងនេះបើសិនយើងប្រើក្រដាសតិចដើមឈើ2-3នឹងត្រូវបានកាប់ធ្វើជាក្រដាសចង់និយាយថាបើសិនយើងប្រើក្រដាសទៅគឺការកាប់បំផ្លាញធ្វើយកមកធ្វើក្រដាសហ្នឹងក៏វាតិចតួចដែរតើអ្នកអាចប្រើក្រដាសតិចបានទេបើសិនអ្នកកាត់បន្ថយការប្រើក្រដាសរបស់យើងដោយប្រើទាំងក្រដាសដែលយើងប្រើហើយនៅពេលដែលយើងយកមកសរសេរអក្សរហ្នឹងចង់ថាយកក្រដាសយើងសរសេរអក្សរហ្នឹងយកមកប្រើយើងអាចប្រើក្រដាសតិចជាងហ្នឹងហើយនឹងសន្សំសំចៃនៅដើមឈើរបស់យើងព្រោះក្រដាសធ្វើពីដើមឈើអញ្ចឹងណាកិនធ្វើជាSecond answer, ចម្លើយទី2គឺបើសិនយើងប្រើក្រដាសចាស់ចាស់របស់យើងឡើងវិញយើងនឹងជួយសង្គ្រោះដើមឈើហើយនឹងសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រៃ The bag ខាងក្រោយនៃស្រោមសម្បត្តិចាស់ចាស់គឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ធ្វើបញ្ជីតេញអីវ៉ាន់ឬក៏សារទូរស័ព្ទហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរនៅលើពង្រៀងដែលកក្រុតកក្រៀតនៃ essay នៃការសរសេរមួយនោះសរសេរវានៅលើខាងក្នុងនៃអ្វីផ្សេងក៏បានបើសិនយើង recycle ចម្រាញ់អាក្រដាសដែលយើងប្រើហើយទាំងអស់ហ្នឹងអាផលិតផលក្រដាសដែលយើងប្រើទាំងអស់ហ្នឹងចំនួននៅការគប់ពួកវាចោលចង់ថាក្រដាសដែលយើងសរសេរហើយប្រើហើយយើងយកវាមកសារទៀតណាយើងអាចការពារ pressure ហើយនឹងបរិស្ថានរបស់យើងយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញ pressure អាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលច្រើនបំផុតនឹងយល់ស្របថាបើសិនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តសប្តាហ៍នេះអាកាសធាតុពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ Natural Disaster គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនឹងវា common ហើយជីវិតសត្វព្រៃគឺនឹងអាចស្លាប់បានងាប់បានបើសិនបូនស្ដាប់អត់បានទេបូនអាចស្ដាប់សារឡើងវិញនៅការបកប្រែលោកគ្រូហើយលោកបក develop ទៅបូនស្ដាប់អត់បានទេ Cover the story choose the correct word ជ្រើសរើសពាក្យពីជ្រើសរើសពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបំពេញប្រយោគ A if we use ឡើយនេះមានទម្រង់ជាលក្ខខណ្ឌទី1ហើយនិងទី2អញ្ចឹងបូនអាចជ្រើសរើសបានទេបើសិនបូនជ្រើសរើសទម្រង់បច្ចុប្បន្ន if we use នេះគឺយើងប្រើ will មានរាងលក្ខខណ្ឌទី1ក៏ប៉ុន្តែបើសិន if we use មាននេះយើងប្រើ would អាហ្នឹងគេហៅលក្ខខណ្ឌទី2អញ្ច
chừng à so từng ở ví dụ nó cứ phun ai bỏ prai ban để xa vì rồi đại đó nó đỏ strong trên pi ở tập mà community forest group mình là group preachers hạ cùng community nước Minnesota giả hạ cùng look at the picture and answer the question. Trời mơ rụp hiếp hay nâng chlái xong lùa. What are forests? Ta prey chơ nâng cư chìa vầy. Why are they important? Hay là vầy phụ vầy xong khăn mà lẹ. If someone decided to cut down every tree. Bà sân nẹ rõ kia xong ra chất cắp ông plan đam chơ. Nâng nông khai rõ bỏ nẹ. Ta vầy nâng thua nẹ nâng mìa rõm dàng nà. Chẳng cả cặp preacher ốc cứ cả đau được phần á. Phần lâu rồi tùm lớp đá miền sân chạc. Phần đá xâm rộng ổn sân chạc cứ nó cả đau. Thôi mà đá cứ tụt bay nhàng nạc đói thôi mà chết cứ lõ. Listen to Mr. Peric, sạp tàu lô Peric. Chẳng phụ ôn chăm sạp thêm tàu ốc nế. Tape script 9.27.8 4. 1. The Cardamom Mountains forest plays an important role in the global climate. It keeps a lot of carbon within the forest. If we destroy the forest, the carbon will go into the air and add to global warming. 2. It is also a key part of the water cycle. A lot of water goes into the sky from trees. If we lose the forest, we will lose its ability to store water. 3. The forest protects soil from erosion. Trees shelter the soil from wind and rain, and tree roots stop soil from moving. If we cut down the forest and the soil erodes, it will reduce the ability of the soil to store water and nutrients. 4. The forest also takes lots of water, which helps stop flooding. If we cut down too many trees, rainwater will flood villages and other land in the area. 5. The forest is also a habitat for more than half of Cambodia's wildlife. It is the richest habitat in the country. If the animals lose this environment, they will eventually die out. 6. Forests provide food, shelter, medicine, and materials for making clothes, baskets, and other useful things. If the forest is lost, we will lose all of the resources it provides. End of tape script. Bọn ai sắp bàn thế ta bánh hà mùi ná đã bị ở cọ bộ phát hại đồ vầy. Tạm cả sắp recording ở bánh mình đi. Match the word in the box with the picture. Write your answer in your notebook. Climate. Climate nước mình thả akasthit climate. A carbon. Carbon là gì dương xung dương ấy màu máu a carbon. Global warming nó cứ dương cái đầu là cái nạc cái đầu chia sắp có lô cách global warming. Water cycle. Water nó cứ tật cycle. Erosion. Erosion cứ ca chùm rõ. Nutrient nó cứ cường đại dương nhằm tới vừa dương thông thoát á. Flooding ca chân lịch. Habitat đồng lâu thàn. Listen again and make the sentence half. Chúng con ai sẽ đọc mà xa tiết hay chẳng tìm toàn phụ con này nè. Đọc thêm khăn lờ nâng mà đoàn tiết đó hay phụ con mới ta ạch phụ con thế. Bây giờ nó cứ đà thế. Khi ta bà sân dương một plan preacher, bà sân dương bắt bóng preacher, bà sân dương cặp một plan preacher. À chùm rõ đây nâng vì mấy. Bà sân dương cặp một plan đam chơi chán, bà sân sắt nâng bắt bóng nó phải thàn đi. Bà sân preacher cứ bắt bóng. Phụ viên nâng chỉ dạy ta hẹt ngọt. Viên nâng cắt bằng thoi nâu sở mặt thiếp này đấy đã tục tức hai nâng cường xong. Dũng là bỏ lại dương hộp nó là nạt truyền. Hai nâng carbon will go into the air. Tục nông xót hay bằng thêm global warming. Global warming trong dự thao viết cắt đau là cắt nạc viết tu tâu á.
chia sẻ con lô các global warming đào một bình phục lục này và sân dương bật bong là thôn thiên thành o để dự để việc bàn của đó và dương đường bật bong là sự mặt phía bảo viên làm bậy tục tật tật phía nâng chân lịch phú hai nâng đây là tây tiết nông làm bọn nâng read Mrs. Mong solution for deforestation and the nursery of the nursery mom some rapka cup of line preacher. Do you agree with her solution? Tane your shop, you move the nursery of one name day. One, but send you chap lam group sacum preacher. We are not chewy, not nursery, no panha, clanny panha, and a cup of line preacher. TP, but send you employ, mina. Employ nó bị dùng bỏ chóng hay chua là nâu bộ phết group tiếng ổn đi viên đường chui ca phía preacher là bỏ dưỡng xâm rạp future generation mình là xâm rạp chung nón cao ý thì bây bà sân dương pra bà sân dương pra reforestation mình là chia đầm nó sái dương ách đam đam chơi chết mây nâu cần lại xem xếp đại tí cần lại đam chơi rất là bàn kê bằng lại chấm ra dương đâm đâm chơi làm quên reforestation bờ sân dương đâm rì nó mà đòn tiệt là nó đâm mà bờ sân dương đâm mà đòn tiệt mà đâm làm quên nó đâm chơi sầm khăn khăn này bạt bóng dương đừng chui chui nâu lúc cái chết thằng o đa sầm khăn khăn nó quên tập lập một mình bờ sân dương cột cột hèl hèl nó rìp chấm ấy nữa workshop nên là rong chiêng chỉ tu tàu rồi viên xã công học lại cái nĩa dương đừng ai bằng riêng đạo rồi cái nĩa bị được biết cả phía preacher bỏ dừng và trong bề riêng nó cứ cái này vậy vì cả cả phía preacher nó còn cặp thì cặp đi trong ở đây nó luôn phục lộ á might the solution to the picture cô con làm nó sai ta đang được phép sơ sơ chậm lại bỏ nẹt nó không notebook rồi bỏ nẹt cover the text in activity 5 and scribble the sentence half in box B to complete the sentence half in box A. Write the complete sentence in your notebook. Chúng con ai sơ sê cụ con về mơ. Ví dụ tình ổn năng sách đạt đá là con ai mơ ví dụ càng lớn đi. Ai con ai riêng sơ sê chỉ là mình mơ. Cycle around the cardamom. Mình là chỉ có nơi chung với nhà lông cổ vài. Cổ lệnh mở rụp hiếp, ta nè ai khơi như vậy. Ta sợ nước nâng tầm nào. Ta phụ kê nâng thua vậy. You are going, nè nâng holiday chỉ có. Mình là chỉ có chẳng là nè nâng tàu holiday đòi chỉ có. Nó có nông lông cổ vài. Nè ai chung lại phế 5 kilo. Ở viết ở nè ai chung lại chỉ 5 kilo đòi ấy vắn. Để miễn là lịch nó càng cao nè. Vì phía xa cũng rất bỏ nè chỉ môn group là bỏ nè. Nè trao tài vô sớp tờ lờ vấy đồng bày thua đồng nà là bỏ nè. Số xê bình chi tà ràng là bỏ nè nó có nông lột bụt. Bài bấm, nè sọc à, đạp sọc cống. Bài lái, lơn bật cống. Bài hèm mét mùa à ca tiết vì chi cống. Bài sớt ao xâm rạp chi cống. By short calculate สำหรับ ที่ có medical kit เครื่อง ทำ แปด นี่ นึง money bell mosquito spray spare chain อ่ะ จุบะ กอง นึง นึง red coat out spare inner tube อ่ะ จุบะ ปูเวียน กอง อ่ะ sock sunscreen lay สำหรับ กาเปีย ปันลือ ថ្ងៃ walking boot อ่ะ สบาย ជើង យើង สำหรับ ពាក់ ដើម chúng bớt sân bồn sắp ở bàn để bồn ai mơ xa lần với những cái lọt của bọ lươn bình. Useful language for your discussion. Mình là phía xa để miễn bình giói xâm rạp ca bỏ lý bọn nè. What about taking? Why don't we take? I think we should take in case nó cài lo. I'm not sure about that. I don't think that is a good idea because use your list from activity 2 to write first conditional sentence to justify all of your choice. Choice nó cứ chùm rơ, choice. Justify nó dừng mình chạy thảo trầm trâu á. Bà sân dương liệp Ascram ca phía phần lưu prea tật, sunscreen.
Dương nâng mân rửa liệt đòi phần lưu bà tật tế. Mình là bờn nâng rửa liệt chạy cả đau với dân á. We will be burned by the sun if we don't take sunscreen. Anh ấy dương hào tha và dục lạ khăn tì mùi. Chẳng bộ ôn lọc riêng nó cả lòng nó hẹt ấy bàn dương bà lạ khăn tì mùi. Lạ khăn tì mùi nó cứ bị ra việc bất á, bàn dương như vậy. What would life be like? Ta chỉ vật nâng miên lạc cả nạ đời mà đách bà sân dương mần miên vầy vầy tặng ọt nè. Bà lạc khăn tì phí đầm vầy phía xa nó cũng lật bỏ nẹ chứ môi nâng đại cụ. Three down chớ, clean water to drink, mẹ tức sát đầm vầy nhắm. Mẹ tức sát nhắm lắm. Forest animal sạch prey, forest plant rồi cái chết prey, oxygen, rainy season rồi đầu liếng, soil đấy. Nutrient, fruit from tree, là đàm chớ, apply chớ, bị đàm chớ nữa. Food to build houses, là chớ, xâm rạp sang sông tè. Chứ nutrient này, xâm rạp đến được hiệp này. Này biết cứ đời được cụ bọ prai, cái lại ná, nó không biết đến nâng từ bốn, nó cứ tha nutrient nó ngả. Cường bọ được phốp là dương hộp tao thua, dương nhằm thùng thoát á. Và nè nó còn lại này cứ ao dưỡng sơ sơ đấy nutrient ta rụp hiệp mùi nào nhá chẳng phải lo cụ bọ cho lòng ấy à chuyên sai phong và useful language phía xa đại miên và giàu xâm rạp ca phía xa là bọn nè if we didn't have bà sân dương mình miền dương nụ mình yên nâng rưu gần nâng mình bà sân tiếng ni rưu gần ni nâng mình miền exist nẹ rõ lạc ni rưu gần nông kịa chá nâng rưu gần nâng mình dương nâng rưu gần dương nâng mình nâng bà sân bà dương mình miền ấy chẳng bà dục tình ổn ní sát tay chiếc lạc cả nạc clear đà dương bà xong rạp phía xa đi dây lạc khám tí tí bì chẳng mê riêng dương cư chọc tại bà nâng hay xô mà chiếc sài rõ lạc bọ sài rồi lô miền ca quả chá lõ ấy xô mà chiếc sài phóng nông nông mình đến đi à. Chứng dừng không tham ô nâng dược chất tục đã khất khâm prong prai riêng sốt ở phía trên mặt phía bọc ô nộp về đẹp ôn tùm lề hãy video mê đến đi cứ phần lật láng đồng bây chui phong bôn nẹ đại riêng sau thì đâu xả lá hay bộ nạ dược mộng mơ xả lăng huynh đồng bây bộng rừng chùm lạc đăng rồi bọc ôn mặt thàn tiện bạn xô mộng phốn chùm liệp liếp phong bôn thành ọc nía. Goodbye.